Hội đã vận động các cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức lao động, nữ thanh niên và các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng tuần lễ áo dài trong những hoạt động phù hợp. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 tới. Khi mà phát động tuần lễ áo dài được chị em, cán bộ công chức ở các cái cơ quan đơn vị, cán bộ hội ở các cấp nhiệt tình hưởng ứng, chúng tôi quan sát được thông qua các cái hình ảnh mà chị em đưa tin trên các cái trang mạng xã hội hoặc là các cái phương tiện thông tin đại chúng, hoặc là do những cái kênh mà chị em truyền nhau thông qua các cái nhóm Zalo của hội phụ nữ các cấp. Những ngày này, tuần lễ áo dài đã thực sự thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng tích cực, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo hình ảnh đẹp tại nơi làm việc. Trang phục của văn phòng hội đồng nhân thì ngày 1 thì sẽ mặc đồng loạt cái áo dài màu xanh, ngày thứ 2 thì bắt đầu mặc áo dài màu đỏ như hôm nay chị em chúng mình mặc. Rồi tiếp theo là những cái bộ trang phục những ngày tiếp theo là sẽ mặc, sẽ xen kẽ, chị em nào thích như thế nào thì chúng ta sẽ mặc xen kẽ như thế. Vào mỗi dịp 8 tháng 3 hàng năm, tuần lễ áo dài đã được hội viên phụ nữ cả nước hưởng ứng nhằm lan tỏa giá trị vẻ đẹp của áo dài nơi cơ quan công sở, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào về tà áo dài truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ hội viên phụ nữ trong gìn giữ phát huy một sản phẩm văn hóa của Việt Nam.